rồi sao? Hôm qua 2 giờ mình mới lên, cho nên hôm nay con bào chú sát dán luôn. Bào sát dán cho tới ngày quay cuối cùng luôn, không để cho chú Trung đi về luôn. Chú, con nói nghe nè, ngày 15 á, ốc đài, tối 15 ốc đài. Tối 15 ha. Hôm nay là thứ bảy, em muốn đi vào ba nhặt lên là em quẩy. Vui. Dạ. Vui rồi, đoàn kiếm bụi chỗ bụi bụi ngồi đông đông kéo dài ra ngoài đường á mới vui. Rồi. Mẹ ơi. Hôm nay chú mặc đồ đẹp trai chứ hả? Được thôi. Như vậy là thường hả? Ở nhà, ở chỗ Sina cũng phải đậu được. Đúng, bây giờ chú mới để cười cho con nè. Lắc dê cười. Cho đồ dê. Dê dê luôn đi. Chưa. Lắc được đất, đắc á. Đạo diễn. Lắc bắt, đạo diễn. Lắc bắt trầm cho dê một xíu nha. Dê cười để rồi lên cái phim nó rộng ràng một xíu. Mà dê trong cái kiểu cách mà hăm dọa. Con nhai đẹp dữ đi trời. Cả ba ly cho anh em một chút nữa. Bị lắc á. Cả ba ly cho anh em cưng không? Em dùng, em bao ba em dùng cao nữa. Cứ hả? Là con hấp ra là bắt đầu chúng cái mà điên kiểu mà không nghe lời tao rồi. Chết. Vậy đó. Vừa dê vậy không vậy? Bánh bánh nó lạ. Dạ. Rồi sao? Hôm qua 2 giờ mình mới lên, cho nên hôm nay con bào chú sát dán luôn. Coi thì bạn rồi đủ từ đây bạn dán rồi. Bào sát dán cho tới ngày quay cuối cùng luôn. Không để cho chú Trung đi về luôn. Chú, con nói nghe nè. Ngày 15 á, ốc đài. Tối 15 ốc đài. Tối 15 ha. Hôm nay là thứ bảy, em muốn đi vào ba nhặt lên là em quẩy. Vui. Dạ. Vui rồi, đoàn kiếm bụi chỗ bụi bụi ngồi đông đông kéo dài ra ngoài đường á mới vui. Đúng rồi. Sợ vậy đừng vô ba gì hết. Không có đi ba, trời cuộc đời con mới đi ba. Cái này là có nghĩa con hát bài hát đó thôi, nhưng mà thật ra là mình ngồi ở cái quán dễ thương. Giống như Kiều Trâm á. Cái lộn. Giống như gì đó. Nó là cái lai xô nó không có đủ vô ba trời ơi. Thôi, tụi con mới đi ba. Con có đi nào đi ba đâu. Trời ơi, Trung Sơn kìa, ngoài đường thiếu gì đó. Coi em đi đâu nữa. Ê, dạ, mày tao quay vòng quay con cái sáng cái chị con cái làm sao mày? Dạ, ủa, lịch anh làm mai là ngày mai là anh xong không? Diễn viên á, kẹt lại học mai hết trơn. Mai là anh xong đúng không? Bữa nay có đâu có hoàng phải không? Thì ráng anh ra anh nhậu với em. Bữa nay không có ba hoàng. Mai à. Bây giờ cứ kiếm quán nhậu đi, anh ngồi với anh Thương. Chú Thương á là dễ thương lắm đó mọi người. Phim nào cũng hỗ trợ chăm mà trơn á. Mà phim nào cũng dê tui trơn á, phim nào cũng dê. Sắp tới là sắp tới có lớp dê dữ lắm rồi. Dê Kiều Trâm dữ lắm luôn. Hễ rồi. Cho nó phải lạ cái bản cái còn không thôi mình làm. Không, chú ơi, chú muốn làm gì cũng được hết trơn á. Chú Bảo Trung là số 1. Chú Bảo Thương là số 2. Con là số 0. Mấy bữa trước á coi cái YouTube của người phim vừa mà bữa đầu quay đó. Dạ, để thay khán giả mình là Duyên Thanh ha. Dạ. Ý là anh Phương nó nhắn tin nói là xin phép chú cho up clip review cái xe gì đó. Không sao hết á, chuyện nhỏ. Đó. Ý là nhiều khi chú chơi bên nội xe nè. Ảnh quay clip, ảnh review cái xe, ảnh sửa up lên không sao, ảnh xin phép chú trước cái này cái gì còn hỏi chú xe không? Xe riêng chú mà đâu có trong hậu gì đâu. Dạ. Dễ thương quá à. Cái bữa nay Phương có Phương Dừa không? Có chứ. Là ngày nào anh Phương Dừa cũng có. Muốn chơi thì đắt chú với nó chơi. Chưa đâu. Trên gì rồi, đứng dưới xe chơi. Tiện chơi rồi đó. Nó muốn. Ôi, mấy triệu là quá đỉnh luôn. Cái du quê mới lên á, cái bài hát đơn giản. Mấy triệu.
Chừng nào chú có quay gì á, chú cần diễn viên đúng lúc nghe màn hình chú kêu con nha. Bữa nào quay rồi quay hài này lên giỡn chơi gì hết. Chú con quá hài. Quay chú khoảng 15 phút. Tất cả từ 10 tới 15 không quay nhà. Chú máy móc cho chú. Dạ. Chú có quay gì kêu con nha. Hôm bữa là chú Chung có nói là chăm bữa nào đi diễn với chú ơi. Nghe khoái quá nhưng mà không có tự tin tại mình không có hài á. Mình chú sắp quay cái bài đóng bài hát là đổi đời đời đổi đổi đời đời đổi tức là chú chạy rap cuộc đời sẽ rap á chạy rap bài hát viết về sáng chiều nói về rap và thế là người ta vô đi mướn đi ra ngân hàng á mua xe hơi rồi chê mấy thằng này chạy nắng nôi gì nọ rồi cuối cùng là chiếc xe chạy banh luôn chú đi bán trái cây. Đây là tết. Có chai nào cho con không? Thì muốn chơi nhà bên trai à dễ lắm. Thích là chai. À? Chú con nhân viên ngân hàng nha. Để chú vay tiền nha. Rồi dạy em đâu chung? Hả? Dạy em đâu? Anh thiệt luôn á. Em về bên. Anh còn mà. Trong thời gian chú mất cấp thì mình sẽ ra khám phá xe của chú, mình có xin rồi ha. Đó mình xin cho anh cưng dừa luôn rồi ấp thoải mái luôn chú dễ thương quá. Hợp tông luôn á chanh. Đẹp ha, 58 ha. Rồi chụp cho em tấm hình chị. Ủa nóng vậy? Ok. Chú giới thiệu với mọi người, biển số quá đẹp luôn. Chú cũng hợp màu đỏ, chú thích màu đỏ, Trâm cũng thích màu đỏ. Nhưng mà đỏ xe của Trâm là đỏ bầm, còn xe của chú là đỏ tươi. Vậy là làm phim này xong dư 12 tỷ là Trâm đổi xe này luôn không? 12 tỷ đó em đi mua đất rồi. Em trả trước 1 triệu rồi. Chị, em phát hiện là trong xe của chú có đồ ăn nè, có một con khỉ rất là dễ thương. Nói chứ thật ra là chú bọn chung chú dễ thương lắm mọi người chú, tại vì chú cũng có kênh YouTube của mình á, nên là chú cũng hiểu. Nên là khi mà lên quay này nọ là chú cũng hỗ trợ cho ekip nhiều lắm. Nói chung là mình rất là trân trọng chú. Và hy vọng là cái vai diễn của chú trong là phim Về Nhà Ăn Tết lần này sẽ để lại ấn tượng cho mọi người. Đây là một vai diễn mà thật sự luôn nha. Phải nói thật sự luôn đó thì nhiều khi sợ nhiều người không hiểu thì lại trách. Nhưng mà thật ra thì cái vai này lúc đầu là mời anh Hiếu Hiền. Nhưng mà anh Hiếu Hiền bị đau mắt. Thì anh đã đi định trang chụp poster rồi. Nhưng mà cuối cùng con mắt của anh là anh ngủ dậy sáng ra là không có thấy đường. Cho nên là anh mới sợ quá, anh gọi điện cho Trâm, anh nói là chắc là khả năng anh không quay được cho em. Đó, xong rồi Trâm mới, nói chung là chạy vậy lắm, ngày mai bấm máy rồi. Mà hôm nay anh Hiếu Hiền báo một cái thông tin như vậy, thì bây giờ sức khỏe là trên hết. Cho nên là bắt buộc là mình phải tìm một diễn viên khác. Đó, thì vô tình là Ba Tấn Hoàng gọi cho Trâm. Ba Tấn Hoàng gọi cho Trâm để mà hỏi, nhờ Trâm đi mua dép với lại, cái gì ta? Dép với lại áo, đó, với lại quần cho ba. Dây lịch cho ba. Thì trong lúc đó là chú Bảo Trung á là đang quay đi diễn chung với lại Ba Tấn Hoàng. Thì Trâm cũng nói cái tình hình hiện tại của đoàn, tại vì Ba Tấn Hoàng thương Trâm lắm, ba cứ gọi ba hỏi hoài à, hỏi là phim sao rồi con, lo chuẩn bị tới đâu rồi này kia. Thì Trâm mới nói với ba là tình hình là bây giờ có một là diễn viên Hiếu Hiền á, anh bị đau mắt cho nên không tham gia được, cho nên giờ con đang cuốn cuồng lên đi tìm diễn viên đó. Thì tự nhiên Ba Tấn Hoàng quay qua, tới ngoài thì nói với chú Bảo Trung là quê bạn làm giúp cho con gái mình đi. Cái xong rồi cái Trâm mới nói là ủa ba nói chuyện với ai vậy? Thì Ba Tấn Hoàng mới nói là chú Bảo Trung. Cái trời ơi, mình nghe chú Bảo Trung của mình vui sướng, mình la lên cái trời ơi chú Bảo Trung là con thích lắm, con thích chú Bảo Trung, con hâm mộ chú dữ lắm. Cái xong rồi cái ba Hoàng mới đưa cái iPad cho chú Bảo Trung nói chuyện với mình, nói chuyện video. Thì mình chú Trung cũng chưa bao giờ gặp mình, cũng không biết mình là ai. Thì mình chào chú rồi mình cũng trình bày là con đang có một cái vai diễn như nọ, thì nếu được thì chú hỗ trợ giúp con. Thì chú Ba Tấn Hoàng mới nói là chú Bảo Trung á là
chưa bao ít khi nào nhận phim của ai lắm, cho nên là có gì để ba nói thêm một tiếng. Thì ba Hoàng nói là bạn giúp con gái của mình đi. Thì chú Bảo Trung kêu ừ rồi tôi giúp, nhưng mà phải cho tôi đọc kịch bản này kia. Sau đó là trong tức tốc gửi kịch bản rồi này kia, xong rồi add Facebook của chú Bảo Trung, rồi chú Bảo Trung mới gọi điện ngược lại cho mình nói là này kia. Nói chung là tự nhiên mình cảm thấy là đây là một cái điều rất là may mắn, rất là may mắn với mình luôn. Thì hy vọng là trong bộ phim Tết này mọi người sẽ ủng hộ Trâm nhiều hơn. Và Trâm biết là cái giọng của Trâm không có được hay, tại vì bây giờ cũng thông cảm cho Trâm là tại vì Trâm bị bệnh. Mỗi ngày mọi người có biết là Trâm phải uống nước giá mỗi ngày, mỗi giờ, không được uống nước đá, không được ăn cay. Nhưng mà cái giọng nó vẫn vậy, tại vì bây giờ cái bệnh càng ngày nó càng nặng hơn rồi, nặng lắm. Cho nên là cái giọng nó như vậy nè. Thì hy vọng là mọi người sẽ chấp nhận cái chuyện đó. Chứ bây giờ Trâm không thể nào mà đi mổ gấp được, tại vì một lần mổ là phải ngưng đến những 1 đến 2 tháng nữa. Cho nên là xong phim này là Trâm sẽ nghỉ ngơi và mổ cái cổ họng của mình nha. Rồi cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Và nhớ đón xem phim Về Nhà Ăn Tết trên kênh Hộp Trong Official. Và đặc biệt hơn là nhớ đăng ký kênh Hộp Trong Official nha mọi người. Cảm ơn.